Hello, xin chào, xin chào, xin chào, chào các bạn Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh youtube của ThinkPro Pro Và ngày hôm nay mình ngồi đây và mang đến cho các bạn một series hoàn toàn mới mở đầu một tuần mới Đó chính là series Trường X ơi, sử dụng laptop gì Và series này bọn mình đã lấy cảm hứng từ rất rất là nhiều câu hỏi của các bạn Kiểu như là em học đại học bách khoa, em chuyên ngành tự động hóa công nghệ thông tin thì em nên sử dụng chiếc laptop nào đó rất là nhiều những câu hỏi như vậy thứ hai đó chính là do là bọn mình cảm nhận thấy là thời gian này thì các bạn học sinh cấp 3 chuẩn bị thi lên đại học rất là nhiều và đương nhiên khi mà lên đại học thì các bạn sẽ mong muốn mua một chiếc laptop kiểu đáp ứng được nhu cầu học tập của các bạn cũng như là làm việc này mà lại còn bền bỉ nữa series này thì bọn mình sẽ mang đến cho các bạn rất nhiều những lời khuyên hữu ích và để xem là bản thân các bạn sẽ nên mua chiếc laptop nào thì các bạn hãy nhớ theo rõ hết video ngày hôm nay của bọn mình và đặc biệt là bạn nào học trường gì hay là khoa gì à mong muốn tư vấn thì các bạn cũng nhớ để bình luận ở phía bên dưới video nhá. Và chúng ta hãy cùng đi thôi. Và bọn mình đã chọn Đại học với khoa Hà Nội để đặt dấu chân đầu tiên. Tại sao bọn mình lại chọn Đại học với khoa Hà Nội? Đầu tiên là mình nghĩ mãi không biết là nên kiểu chọn trường nào vì quá quá là nhiều trường luôn ấy và nhân danh Đại học Bách Khoa Hà Nội là ngôi trường của sếp của mình Nên là sếp dí mình làm trường này Nhưng mà sau khi làm trường này thì mình đã cảm thấy là Ngôi trường Đại học Bách Khoa Hà Nội thực sự rất tuyệt vời À và ngày hôm nay thì bọn mình sẽ mang đến những cái đặc điểm của ba khoa đó chính là khoa công nghệ thông tin, tự động hóa và khoa học máy tính. Và khi nhắc đến ba khoa này thì chắc chắn là bạn nào cũng sẽ biết rằng là ba khoa này sẽ có một cái môn gọi là môn cốt sẽ là một cái môn chủ đạo cũng là một cái môn chính mà các bạn cần phải tiếp xúc rất rất là nhiều đặc biệt là các bạn khoa công nghệ thông tin và ngày hôm nay thì bọn mình sẽ mang đến những chiếc laptop cũng như là những cái kiến thức cần thiết cho những bạn coder của trường đại à, học bách khoa hà nội có thể chọn được một chiếc máy tính phù hợp với nhu cầu làm việc cũng như là học tập của các bạn nhá và thực ra là trong công ty cũng có rất là nhiều bạn học công nghệ thông tin nên là mình đã có cơ hội được gọi là tìm hiểu và sau khi tìm hiểu thì mình đã tìm thấy những cái điểm chung ở những bộ phần mềm này ví dụ như là Visual Studio này, DFC cộng cộng này hay là VMware và Dreamweaver. và dường như là cả bốn bộ phần mềm này đều quan tâm đến những yếu tố đó chính là CPU, RAM và phần nào ổ cứng nữa ổ cứng thì không còn nghi ngờ gì nữa SSD sẽ luôn là sự lựa chọn tốt dành cho các bạn và thứ hai đó chính là về RAM về RAM thì càng nhiều càng ít các bạn ạ thật sự như vậy và lập trình thì cũng có dăm ba bảy loại khác nhau cũng có rất là nhiều những cái phần mềm ăn ram, ví dụ như là chạy máy ảo này hay là giả lập phần cứng này. Và một lời khuyên dành cho các bạn là đối với đối tượng sinh viên thì các bạn nên bắt đầu bằng 8 GB RAM và nếu mà các bạn mua những chiếc máy tính có thể nâng cấp RAM được thì đó cũng là một sự lựa chọn tốt dành cho các bạn. Và nếu được thì 16 GB RAM đối với các bạn sinh viên sẽ đáp ứng được đầy đủ nhu cầu của các bạn. Và CPU thì mình nhận thấy rằng là dòng chip U đã đủ để các bạn làm những cái tác vụ thông thường rồi Hoặc là làm việc hay là học tập rồi Tuy nhiên thì dòng chip U bắt đầu từ thế hệ thứ 8 đã có rất là nhiều những cái cải tiến đáng kể à, Nên là mình khuyên các bạn nên sử dụng những cái chip U thế hệ cao Bởi vì nó cũng được sản xuất mới ra, nó sẽ thích ứng được, tiếp ứng được với những cái phần mềm à, mới ở trong cái việc học tập cũng như là làm việc của các bạn Và chúng ta đã qua rất là nhiều những cái kiến thức rồi Bây giờ chúng ta hãy cùng đến với những cụ thể là từng chiếc laptop sẽ phù hợp với các bạn như thế nào à, Mình sẽ phân chia những chiếc laptop ra theo ba nhu cầu Đó chính là laptop giá rẻ, laptop phổ thông và laptop cao cấp Và ok bây giờ chúng ta hãy cùng đi xem là Chúng ta sẽ nên mua chiếc laptop gì dành cho các bạn công nghệ thông tin, đặc biệt là các bạn cô đời nhé. Đầu tiên thì đó chính là chiếc ThinkPad T460S. Thực ra thì để chọn được một chiếc laptop thuần để làm việc và giá rẻ thì mình luôn luôn ưu tiên chọn những laptop đến từ dòng Lenovo đặc biệt là ThinkPad bởi vì đặc biệt là các bạn cốt nữa thì um, ThinkPad đặc biệt nổi tiếng với cái bàn phím gọi là rất là tuyệt vời và các bạn cốt thì sử dụng rất là nhiều đến bàn phím nữa nên là gợi ý của mình đầu tiên đó chính là đến từ dòng ThinkPad. Ok một bàn phím rất là ổn rồi. Bây giờ chúng ta hãy cùng điểm qua những cái điểm khác đến từ dòng ThinkPad T460s nhé. Và với chiếc máy này thì chúng ta có một cái chất lượng build khá là ngon với vỏ bên ngoài làm bằng hợp kim Maze và bên cạnh đó thì nó cũng rất là nhẹ dễ dàng cho các bạn di chuyển. Và chiếc T460s này thì chỉ nặng khoảng tầm 1,3 kg thôi. Thứ hai đó chính là cổng kết nối của nó thì rất là đầy đủ, sẽ đáp ứng đủ nhu cầu học tập làm việc cũng như là giải trí của các bạn còn về bàn phím thì như mình đã nói rồi một layout phím rất là rộng rãi thoải mái cho các bạn có thể làm việc cả ngày trên cái bàn phím này mà không cảm thấy mỏi tay ok bây giờ đã qua những cái phần gọi là À, bên ngoài rồi, bây giờ chúng ta hãy cùng đến với những cái thứ à, để phục vụ chính cái việc lập trình của các bạn, gọi là chúng ta sẽ khó tính hơn một xíu. Các bạn làm việc rất là nhiều trên máy tính, đương nhiên màn hình cũng là một cái vấn đề mà chúng ta rất là quan tâm. Thì với chiếc T460S này thì nó mang đến một cái tấm nền IPS, à, nó sẽ đáp ứng được cái nhu cầu làm việc lâu của các bạn, nó không hề bị mỏi mắt. Độ phủ màu không quá cao nhưng mà vẫn đáp ứng được nhu cầu của các bạn nên đây cũng không phải là một vấn đề gì quá lớn. Ngoài ra nó còn hỗ trợ cảm ứng đa điểm trên cái màn hình này nên là các bạn có thể thoải mái làm việc giải trí thay đổi lướt web trạng thái trên cái màn hình này cũng rất là ok dễ dàng và check và check cũng là một thứ vô cùng quan trọng và ở chiếc T460 s này nó mang đến cho các bạn một trải nghiệm rất là tốt vẫn là đặc trưng của dòng ThinkPad à, sẽ rất là nhạy bén khi mà các bạn có những cái thao tác click bây giờ chúng ta hãy cùng đến với yếu tố tiếp theo đó chính là cấu hình và đối với cấu hình này thì các bạn sẽ có thể thoải mái để làm việc cũng như là giải trí và đây là phiên bản ram 8 ghi lắp sẵn anh em sẽ có thể tạm yên tâm với hầu hết các tác vụ và có thể nâng cấp 16 sáu ram nếu mà anh em chạy các tác vụ giả lập máy ảo này và SSD 256 GB để đảm bảo khả năng truy xuất cũng như là dung lượng đủ cho công việc. Đương nhiên CPU i5 Gen 6 sẽ vẫn là ok để cho các anh em có thể làm việc nhu cầu giải trí hay là học tập trên cái chiếc máy này Có vẻ như là nó là một cái bộ vi xử lý rất là ok trong tầm giá rẻ đó Nên là các bạn hãy nhớ lưu ý với chiếc máy T460S này nếu mà các bạn có nhu cầu về lập trình nhá Và cuối cùng là thời lượng pin thì thời lượng pin của nó sẽ rơi vào tầm khoảng từ 6 đến 7 tiếng đủ để các bạn làm việc cả một ngày mà không cần phải sạc Và sản phẩm này sẽ có mức giá là khoảng tầm 12 triệu tại đang được bán tại cửa hàng Think Pro Và ngoài ra thì nếu mà anh em nào mà muốn sử dụng một cái bộ vi xử lý đời cao hơn thì các bạn có thể nâng cấp lên dòng bộ vi vi xử lý Core i7 thì mức giá của nó sẽ rơi vào tầm khoảng 14 triệu. Nên là tùy nhu cầu của các bạn để các bạn có thể nào mà xem là các bạn sẽ phù hợp với bộ vi xử lý nào hơn hay là nhu cầu của các bạn như thế nào để các bạn có thể lựa chọn nhá. Nhưng mà có vẻ như là chiếc T460S này sẽ là best nhất trong tầm giá này rồi đấy. Và ok, thứ hai chúng ta hãy cùng đến với một chiếc laptop phục vụ nhu cầu lập trình của các bạn nhưng mà ở tầm trung đó chính là chiếc HP ZBook Studio G3. Và với tầm giá 20 triệu thì chiếc HP ZBook Studio G3 này không những đáp ứng những cái yêu cầu mà mình nói ở chiếc ThinkPad T460S ở trên mà ngoài ra nó còn tỏ ra vượt trội hơn với rất là nhiều những cái đặc điểm. Đầu tiên thì chiếc ZBook Studio thì có vẻ coi là một chiếc máy chạm nhưng mà nó lại có một cái thiết kế vẻ bề ngoài không khác gì một chiếc Ultrabook cả nó vẫn rất đẹp, rất sang và mỏng nhẹ. Và đương nhiên khi mà nhìn thấy cái thiết kế này chúng ta sẽ cảm thấy là đỡ nhàm chán hơn so với ThinkPad đúng không? ThinkPad kiểu uh, muôn đời sẽ là một cái thiết kế rất là đơn giản rất là mạnh mẽ như thế. Nhưng mà đối với chiếc ZBook Studio này sẽ mang đến cho các bạn một cái vẻ ngoài rất là bóng bẩy luôn. Và thứ hai thì nó có một cái màn hình to hơn so với chiếc T460S, màn hình 15.6 inch và màn hình này thì sẽ có độ phủ màu sẽ cao hơn so với chiếc T460S. Đương nhiên rồi, giá tiền cao hơn đúng không? À, nên là sẽ đáp ứng những cái những cái nhu cầu về màu sắc của một số anh em nào mà muốn làm thêm đồ họa này thì à, đây sẽ là một sự lựa chọn dành cho anh em. Bàn phím cũng như là top part thì mình cảm nhận thấy ở mức ổn hành trình phím vẫn cho chúng ta một cái hành trình phím khá là sâu cùng với đó là à, bàn phím thì những cái số và những cái chữ hiện trên bàn phím nó khá là to và rõ ràng để cho các bạn có thể dễ dàng code khi mà các bạn làm việc Và sản phẩm mình đang sử dụng ở đây đó chính là bộ vi xử lý Intel Core i7-6700HQ cùng với đó là 16GB RAM và 256GB SSD Và các đồ họa là M1000M Và đương nhiên CPU i7-HQ thì sẽ là một cái con chip có cái hiệu năng rất là cao Nó sẽ không những đáp ứng được nhu cầu làm việc bình thường của các bạn về code này, về những cái văn bản bình thường thì nó ngoài ra nó còn hỗ trợ cho các bạn làm đồ họa cũng như là chỉnh sửa video cơ bản để trên cái chiếc máy này thì đều rất là ok và ram thì cũng có sẵn tới 16 sáu ram nên là anh em chạy giả lập hay là chạy máy ảo trên cái sản phẩm này thì cũng rất là ok và có một điểm nổi bật giữa chiếc g 3 này so với chiếc t 460 s đó chính là nó sử dụng cạc độ họa rời m một nghìn m và đối với cạc đồ họa rời này thì các bạn sẽ có thể làm thêm những cái tác vụ hoặc là những cái phần mềm như là cat thì cũng sẽ đáp ứng được đó nên là nếu mà tùy thuộc vào nhu cầu của các bạn để các bạn có thể lựa chọn được một cái chiếc laptop phù hợp với các bạn. Và có một cái nhược điểm mà mình cảm thấy là nó hơi kém hơn so với chiếc T460s đó chính là về thời lượng pin thì thời lượng pin của em nó chỉ khoảng tầm 4 tiếng thôi. Tuy nhiên nếu mà các bạn làm những cái tác vụ nặng thì 4 tiếng nó cũng là một cái thời gian cũng khá lâu rồi đúng không? Nên là nếu mà anh em làm việc trên cái chiếc Zbook G3 này thì các anh em nhớ mang sạc đi theo nhá. Và mức giá của sản phẩm này thì sẽ rơi vào tầm khoảng 20 triệu nên là tùy các bạn nhu cầu của các bạn ở mức phổ thông hay là mức giá rẻ để các bạn có thể lựa chọn được. Được một chiếc laptop ưng ý nhá. Và ok cuối cùng thì chúng ta hãy cùng đến với một sản phẩm ở phân khúc cao cấp đó chính là chiếc T590. Đầu tiên đó chính là về thiết kế thì nó vẫn mang đến cho chúng ta một cái thiết kế bằng khung magie nên là khi mà các bạn trải nghiệm trên cái chiếc máy này nó sẽ mang đến một cái trải nghiệm rất là cứng cáp. Và ngoài ra thì bản lề cũng khá là chắc chắn nên là các bạn sẽ có một cái trải nghiệm khá là tuyệt vời, khá là cứng cáp trên cái chiếc T590 này. Và sản phẩm này thì cũng có một cái điểm khá là giống so với chiếc T460S đó chính là về bàn phím. Thì bàn phím của chiếc T590 này đương nhiên sẽ mang đến cho chúng ta một cái trải nghiệm rất là tốt rồi cùng là bàn phím số 1 thế giới đúng không? Nó sẽ cho chúng ta một cái hành trình phím khá là sâu và checkpad cũng như là checkpoint thì cũng rất là ổn rồi. Mình không nói đến ở đây quá nhiều nữa. Và chiếc máy thì có một cái màn hình 15.6 inch cho các bạn một cái không gian sử dụng rộng rãi và bên cạnh đó thì một cái màn hình như thế này nó sẽ mang đến cho chúng ta một cái chất lượng hiển thị khá là ổn cùng với đó là màu sắc cũng rất là ổn độ sáng cũng ổn để cho các bạn có thể đáp ứng được cái nhu cầu hàng ngày của các bạn làm việc giải trí và tiếp theo mình muốn nói đến về vấn đề bộ vi xử lý thì sản phẩm mình đang sử dụng ở đây sử dụng bộ vi xử lý Intel Core i5-8365U và đương nhiên rồi với cái bộ vi xử lý dòng chip i5 thế hệ thứ 8 thì là chip U, nhưng mà nó sẽ vẫn đáp ứng được nhu cầu của các bạn bởi vì nó sẽ có những cái cải tiến để thích nghi được với những cái phần mềm mới để các bạn có thể làm việc cũng như là cài đặt những cái phần mềm đó mà không có một chút nghi ngại gì cả nó sẽ đáp ứng được nhu cầu của anh em thôi và sản phẩm này thì cũng trang bị 16 g ram để cho các bạn có thể tùy chọn cài đặt thêm giả lập hay là máy ảo thì cũng rất là ok trên cái sản phẩm này một cái điểm mà mình cảm thấy không thích ở chiếc t 590 này đó chính là một cái tản tản nhiệt nó được đặt phía bên phải này đó nên là khi mà các bạn sử dụng ấy thì nó sẽ phải hơi nóng ra bên phải nó sẽ hơi bị khó chịu khi mà các bạn có thao tác di chuột một xíu nhưng mà đối với dân cốt đơn thì mình nghĩ rằng là các bạn sẽ sử dụng đến ba phím nhiều hơn so với chuột nên là các bạn cũng không cần phải lo lắng về cái vấn đề này đâu đúng không? Và trên đây là ba cái sản phẩm mà mình đã phân chia theo ba phân khúc khác nhau gọi là best trong tầm giá ở đó nên là các bạn ơi nếu mà các bạn có nhu cầu về làm lập trình đặc biệt là các bạn công nghệ thông tin này, các bạn làm khoa học máy tính này hay các bạn tự động hóa ở đại bách khoa sử dụng code rất là nhiều, code rất là nhiều đúng không? Thì các bạn sẽ tùy chọn vào những cái thứ mà mình đã gợi ý ở trên những cái chiếc máy tính ở trên để các bạn sẽ có thể có một cái lựa chọn đúng đắn nhất với cái túi tiền của các bạn nhé. Và các bạn ơi, các bạn học trường gì, các bạn mong muốn mình học khoa gì nữa, các bạn muốn mình nói về vấn đề gì các bạn hãy nhớ chia sẻ phần comment bên dưới nhá. Và nếu các bạn thấy hay thì hãy nhớ làm gì? Hãy nhớ like sẽ subscribe kênh YouTube của Thinh Pro để bọn mình có thể làm tiếp tục series này trong thời gian sắp tới để các bạn có thể có lựa chọn tốt nhất nhá. Bye bye, tạm biệt các bạn. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Bye bye.